Hello, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay ốm mất rồi. Mọi người xem cái mũi mình vừa thực hiện là nâng mũi canoe nhé. Mọi người có thể nhìn thấy mình thực hiện trong vòng 15 phút ạ. Đây là lúc 7:10 mình có chụp ảnh khách trước khi nâng á. Đây mọi người thấy mũi này. Mũi của bạn là cái da của bạn rất là nhiều ấy, da trùng nhiều với lại là bị hai cái vần xương hai bên này rất là to ạ. Đây này. Thế nên là nếu có tiêm filler thì cũng không thể là khắc phục được những cái khuyết điểm của bạn ấy á. Đây, mũi trước khi làm thế. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Còn đây là mũi mình vừa thực hiện làm xong mọi người nhé. Đây, nâng mũi con yêu bên mình. Đây, mọi người thấy so sánh đấy ạ. Em ơi, làm có đau không em? Không gì ạ. Ừ, đây. Lúc chị đưa hai lớp sụn mà em thấy thế nào? Em chẳng có cảm giác gì cả, em chỉ kinh ngay cái lúc đầu mà lúc tiêm vào thì nhìn như kiểu có mũi tiêm vào. Đúng rồi, lúc đầu là có một chút tê vào cho nên là hơi nhói đúng không, còn Vâng. về sau là bình thường hết đúng không. Đây mũi đây đấy, mọi người xem chưa, cực kỳ đẹp nhé mọi người nhé, thẳng tưng luôn, hai cái phần xương hai bên ban đầu bé bây giờ hết luôn này. Đấy, nâng cần yêu không phẫu thuật, không phải mổ xẻ gì cả nhé, không sưng, không tím, không tổn thương gì cả, mà mũi lại cực kỳ cứng chắc. Rồi, chào tất cả mọi người nha.